Dạ vâng, cửa hàng nông cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lại tiếp tục lên cho các bác xem một máy cơ xích hiệu Estin các bác nhé. Đó, dòng Estin chuột Bãi Đức, made in Germany. Hàng Estin 021, máy móc cực kỳ đẹp các bác nhé. Đó, hàng chuẩn, hàng sưu tầm các bác. Máy móc này, các bác nhìn bô nó, bộ đẹp cán cảng nha, chưa hề gọi như là bảo có vết han gì luôn đấy. Con này thì đời cao này, tay nắm giật to này đấy, có núm bơm xăng phụ luôn, tích hợp hai ốc lam các bác nhá. Thường thường mấy dòng Estin 021 thì nó xài một ốc lam thôi, nhưng mà con này thì hai ốc lam luôn các bác nhá. Đó, ốc lam zin của nó luôn. Nói chung là máy móc con này thì em bao zin cho các bác là 100%, hàng chưa bung biếc máy móc gì cả. Đấy, mắt xích còn to bản nguyên các bác nhá. Đó, mắt xích còn to bản nguyên này, như mới luôn bác nhá. Đây là mắt xích zin của nó luôn, lam xích zin của nó luôn. Đấy, con này nói chung là đẹp cắn kẹo luôn, đẹp leng keng luôn các bác nhá. Đó, sưu tầm cũng quá là ok luôn. Hàng chuẩn Bãi Đức, zin nguyên bản từ A tới Z, ốc ác chưa bung. Đó, ốc zin hết. Dùng máy móc thì em đã dọn nổ cũng như là kiểm tra ngon lành rồi, về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Đấy, cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp. Thắng xích của nó nhá, thắng xích của nó này sử dụng ngon lành luôn nhá. Đấy, máy móc cực kỳ đẹp. Đó, vâng, từ bây giờ thì em sẽ test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy của nó như nào các bác nhé. Đó, máy móc nổ thì còn ngon lành luôn các bác nhé. Đó, nòng hơi thì cứng cáp này, cứng chắc nịch luôn. Đó, các bác nào ưng ý thì có thể nhấc máy lên và liên hệ qua em là số điện thoại 0354392929 để đặt hàng các bác nhé. Đó, hoặc là các bác nào xài Zalo thì có kết bạn qua Zalo cho em cũng xài Zalo số đó luôn. Đó, máy móc thì em bán bao zin để nguyên bản. Đó, video cây nào các bác chốt cây nào thì em sẽ gửi cây đó đi cho các bác. Đó, và cây này thì em bán với giá là 3.800.000, giá đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện đấy các bác nhé. Các bác nào ưng ý thì có thể liên hệ qua cho em. Rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.